xin chào các bạn thì uh, trong cái video trước mình đã giới thiệu về cái bàn mixer rap, uh, epic 8 thì uh, mình cũng có hẹn các bạn là sẽ làm tiếp một cái video để hướng dẫn chỉnh uh, cái effect của cái bàn mixer này thì uh, thường những cái bàn mixer socrap thì nó sẽ được tích hợp cái effect của thương hiệu King một trong những cái thương hiệu sản xuất effect hàng đầu thế giới thì nó chung tập đoàn với socrap thì thường nó sẽ được kết hợp với nhau thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng cái bàn mixer epic 8 cũng như là effect của cái bàn này à, cơ bản thôi thì các cái bàn mixer series khác của Soundcraft thì nó cũng sử dụng tương tự. Thì các bạn cũng có thể áp dụng cái cách sử dụng của cái bàn này cho các cái bàn Soundcraft khác. Thì đây là một cái video để hướng dẫn sử dụng cơ bản thôi. Dành cho những bạn nào chưa biết hoặc những bạn nào ít tiếp xúc với các cái thiết bị âm thanh như các bạn sử dụng trong hồ trường rồi đó không phải là người uh, chỉnh âm thanh chuyên nghiệp thì uh, mình uh, muốn uh, cái video này sẽ giúp ích được ít nhiều cho các bạn. Ok thì ở trong kênh mình cũng đã làm uh, một số các video để hướng dẫn uh, sử dụng cho các cái bàn mixer như là Yamaha, uh, Bösendorfer, Vinh uh, Allen Hit vân vân thì uh, cũng được các bạn phản hồi khá là tốt uh, thì mình cũng rất là vui. thì hôm nay mình sẽ làm tiếp một cái video để hướng dẫn sử dụng cái bàn uh, mixer sour à, uh, 8 ok chúng ta bắt đầu thôi thì à, uh, trước mặt các bạn là bàn à, uh, sour 8 đây là một cái bàn uh, có mono, stereo, 8 cây mono hai cây stereo effect và folder tổng thì đây là một cái bàn rất là nhỏ gọn à, uh, với đầy đủ tính năng thì chúng ta có thể xài cho khá là nhiều ứng dụng như là hội trường này những cái sân khấu nhỏ nhà hàng quán bar à, những cái nơi thờ cúng như là nhà thờ chùa vân vân thì à, nó có 8 cây mono thì với 8 cây mono này thì à, các bạn có thể găm à, vào micro à, nhạc cụ à, hoặc là mở nhạc vân vân thì à, các bạn có thể găm cái đường nhạc vào hai cái kênh stereo này thì chúng ta có thể dư các cái cây mono ở đây. À, thì mỗi cây mono nó sẽ có cổng uh, canon này thì chúng ta sẽ dùng để gắm uh, micro. thì uh, gắm cái đường micro vào cái đường uh, canon này thì tín hiệu nó sẽ mạnh hơn. tiếp đến là đường line, đường line thì chúng ta có thể gắn tín hiệu hoặc là những cái bộ micro không dây nó sử dụng mà uh, rắc 6 ly đó thì chúng ta có thể găm vào đây. Nếu mà các bạn muốn mở nhạc đường mono để cho có hai cái fader riêng thì chúng ta cũng có thể găm hai cái đầu 6 ly vào đây vào đường line. Còn cái đường insert này thì chúng ta sẽ không sử dụng. Cái insert này là nó là vừa đường vào mà vừa đường ra. Thì cái insert này chúng ta sẽ dùng để câu ra một cái thiết bị bên ngoài. Bởi vậy nếu chúng ta không có nhu cầu thì chúng ta sẽ không sử dụng cái đường insert này. Tiếp đến là đường gain. Đây là chỉnh cái độ lợi đầu vào nói nôm na là cái, cái 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 âm lượng cái tín hiệu vào đó tiếp đến là cái phần EQ phần EQ này thì chúng ta sẽ chỉnh đây là ba cái volume EQ à, tần số cao tần số trung và tần số thấp thì tần số trung này nó sẽ có thêm một cái Sweep nữa thì đây là nó sẽ chỉnh cái tần số của tiếng trung và dưới này là volume à, đây là đường ốc ốc thì để chúng ta đưa ra một cái tín hiệu nào đó một cái thiết bị nào đó còn đây là đường effect effect cho từng cây thì chúng ta muốn sử dụng effect nào thì chúng ta sẽ vặn cái effect của cây nào thì chúng ta sẽ vặn cái effect của cái cây nó lên đây là đường cân bằng ba lăng trái phải để cân bằng loa cây nào và cây cây, cây left và cây right dưới này là cái nút để chúng ta có thể à, kiểm tra tín hiệu khi chúng ta nhấn cái nút à, này thì đèn nhấn, chúng ta có thể kiểm tra tín hiệu à, bên cái dãy đèn này để có nó có 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 tín hiệu hay không còn đây là nút khóa tiếng tắt tiếng đây là fader fader cho cái kênh này ok thì đó là cái các cái chức năng của một cái kênh thì chúng ta có thể găm micro vào đây còn cái đường nhạc thì chúng ta có thể găm vào đường stereo đây hoặc là chúng ta có thể sử dụng cái đường hai chắc này cũng được nếu mà sử dụng cái đường hai chắc này nếu các bạn không có à, rắc sâu ly và muốn gắm từ cái rắc bông sen trực tiếp thì chúng ta có thể gắm cái đường hai chắc này chắc uh, in để chúng ta có thể mở nhạc thì in thì nếu các bạn gắn trong đây thì các bạn sẽ nhắn cái nút to mix này là đưa tới mixer thì chúng ta sẽ sử dụng trực tiếp cái fader tổng luôn thì nó sẽ lên nhạc ừ, còn nếu các bạn sử dụng cái stereo thì chúng ta sẽ giữ sử dụng cái fader dưới này và không cần nhắn đây đây là hai cái cổng chính để chúng ta có thể ra đưa ra thì nếu từ đây chúng ta sẽ đưa ra âm ly hoặc là cái thiết bị uh, xử lý âm thanh uh, crossover hoặc là cái bộ uh, quản lý tín hiệu loa kỹ thuật số tùy theo cái dàn thiết bị của chúng ta còn ở đây mình đang sử dụng hai cái lo liền công suất thì mình sẽ không qua bất cứ thiết bị nào nữa mình cắm thẳng trực tiếp từ lo luôn OK, đó là cách uh, kết nối cơ bản cho một cái bàn mixer. Thì hầu như các bàn mixer nào nó cũng vậy cả. Rồi, thì trước tiên chúng ta sẽ mở nhạc. Mở nhạc thì mình đang cắm cái đường stereo 1 đây. Đường stereo một đây, thì bắt đầu mình sẽ cho cái fader tổng của cái uh, fader tổng của cái bàn mixer này vào vị trí không và mình sẽ đưa cái Father của cái đường style lên. nếu mình cảm thấy nhạc nhỏ nhỏ quá mình sẽ chỉnh cái mình đưa cái uh, fader này mất không mà nếu vẫn thấy nhạc nhỏ thì mình có thể vặn cái gain cái uh, tăng cái gain này lên tăng cái gain để cho âm thanh nó lớn hơn thì do mình đang thu cái tiếng qua micro nên do đó khi mở nhạc thì nó tiếng nhạc nó có thể lớn quá nó sẽ có thể bể tiếng <laughs> Ok, thì đó là cái phần uh, mở nhạc. Thì uh, tiếp đến là cái phần uh, micro, chúng ta sẽ gâm vào micro, chỉnh micro và chỉnh effect. Ok, thì uh, mình đã gâm cái đường uh, micro vào cái đường số 1 đây. Mình đang sử dụng cái micro uh, BGA48 của Shure thì mình cũng đã có làm video về cái mẫu này rồi ở trong kênh các bạn có thể tìm lại để xem và mình đang sử dụng hai cái loa à, DXR12 của Yamaha thì cái mẫu này mình cũng có làm trong video rồi mình đang có giá khuyến mãi cho cái dòng à, DXR12 này thì nếu các bạn có nhu cầu thì có thể À, tham khảo à, video à, của cái Yamaha DXR12 một cái dòng loa rất là cao cấp của Yamaha Đây là cây mẫu loa được hợp tác với hãng Nexo của Pháp Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ chỉnh micro thì đầu tiên ta sẽ đưa cái fader tổng vào vị trí số 0 và tiếp đến đó là đẩy cái fader à, của cây micro cũng lên vị trí số 0 luôn. Mình xin nhắc lại là mình đang à, giới thiệu cho các bạn cách sử dụng cơ bản một cái bàn mixer của Soundcraft. À, thì video này dành cho những bạn nào à, chưa biết hoặc là ít tiếp xúc với các thiết bị âm thanh như là những bạn à, sử dụng âm thanh trong hội trường đó, không phải là chuyên môn thì mình có thể có một cái video để tham khảo một cách uh, sử dụng cơ bản nhất một cái bàn uh, mixer ok chúng ta tiếp tục thì uh, sau khi đưa cái uh, fader uh, về vị trí số không thì bắt đầu chúng ta sẽ nói thử chúng ta sẽ nói để cho nó có tín hiệu vào alo 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 thì nó vẫn chưa có tín hiệu alo alo một thì các bạn có thể chú ý thì lúc nãy mình nói mà nó không có lên tiếng thì nó à, thường à, nhiều khi chúng ta hay quên và nhắn cái nút mút này mút khó tiếng này thì chúng ta nên chú ý để kiểm tra trước khi à, à, nếu mà chúng ta cảm thấy nó nói mà nó không có tiếng thì chúng ta hãy kiểm tra cái nút mút này là chúng ta có vô tình nhắn xuống hay không hoặc là chúng ta nhắn xuống mà đã à, mà chưa có bung ra lại À, đó là cũng là một cái cách để chúng ta có thể khi mà không có tiếng thì chúng ta có thể kiểm tra cái hệ thống âm thanh thường là những cái lỗi này rất là rất là hay gặp ok ok, hey, hey. This, this, uh, uh, okay. okay thì nó đã có tiếng rồi thì uh, tùy theo cái chất giọng hiện tại là mình đang nói với một cái uh, uh, chế độ là chưa có effect chưa có xử lý âm thanh thì khi chúng ta nói nếu thường chúng ta xài hội nghị hoặc là chúng ta chỉ dùng để nói thôi thì chúng ta cũng không cần xài effect thì tùy theo chất giọng chúng ta đang chỉnh cái giọng mộc thì tùy theo chất giọng nếu chúng ta cảm thấy giọng à, ta nó dư bát quá thì chúng ta sẽ chỉnh nó xuống chỉnh cái tần số thấp xuống một tí thường là dòng đàn ông nó sẽ hơi nhiều bát một tí thì cái này các bạn xài một thời gian thì các bạn sẽ có kinh nghiệm để chỉnh các cái này ok thì uh, hiện tại là chúng ta đang xài uh, mộc không có effect thì tiếp tục chúng ta sẽ chỉnh effect thường thì khi chúng ta nói thì nó không cần thì chúng ta cũng không cần xài effect ok thì à, mình sẽ giới thiệu sơ một tí qua cái bộ effect của cái mixer Soundcraft này. Thì nó tích hợp cái effect của Lysikin Thì trong này nó có 32 cái chương trình. À, nó chia làm hai cái band, band A và band B, một band 16 chương trình. Thì ở đây nó có hai bay mỗi bay 16 chương trình thì đặc biệt những cái bàn mới sau này thì cái chương trình 16 này nó có thêm một cái chương trình karaoke nữa à, khá là dễ hát những cái dòng đời trước nó không có nó không có cái chương trình này thì nếu chúng ta thường nói thôi thì chúng ta có thể sử dụng các cái chương trình à, 1 2 3 4 này ho này Đó. còn bên cái bàn B thì thường chúng ta sẽ sử dụng cái chương trình số 14 à, Reverse và delay khá là dễ ha thì ở đây nó có cái phần chỉnh effect đây là fader effect tổng thì khi chúng ta muốn sử dụng thì ta phải đẩy cái fader tổng lên và bên này là cái fader cho từng cái volume cái effect cho từng cây thì ở đây nó có một cái nút à, program select này thì để cho cho chúng ta chọn chương trình thì chúng ta có thể vặn vàng tùy thích vật tới hoặc là vàng lui thì khi nó đi qua một vòng qua cái số 16 hoặc số 1 này thì nó sẽ chuyển qua một cái bên khác tại vì mỗi bên nó có 16 chương trình thì chúng ta cứ nhìn vào cái dãy chương trình này mà chúng ta chọn số thôi thì cái chúng ta đang xài cái bay nào thì đèn bay đó nó sẽ đỏ lên ví dụ như chúng ta muốn chỉnh vào cái chương trình karaoke 16 này thì nó nằm ở bên A thì chúng ta phải vặn qua cái bên A đó thì nó là 16 của na là nó đỏ cái đèn na. thì ở trên này nó sẽ có ba cái nút tham số à, để cho chúng ta có thể chỉnh cái hiệu ứng cho cái chương trình mà chúng ta đã chọn thì cái nút đầu này đây là pre Delay này Time Speed thì có nghĩa là nó chỉnh cái à, à, thời gian và tốc độ nhanh chậm đó tiếp đến cái phần dưới là phần Decay thì ở dưới này nó có cái fill back và cái Dip là có nghĩa chỉnh cái phản hồi và cái độ sâu à, tiếp đến là cái phần uh, vary đây là variation thì này cái nút này nó 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 chỉnh nó dùng để cân bằng giữa hai cái bay ok thì mình vừa giới thiệu qua cái phần uh, effect cũng như là các cái phím các cái nút chức năng của cái bộ effect lasing này thì giờ chúng ta sẽ chỉnh thử thì hiện tại là nó đang là mập, nó không có effect thì chúng ta sẽ chọn một cái chương trình nào đó. Ví dụ như chọn cái chương trình số 16 à, của Bena là chương trình karaoke. Thì bắt đầu chúng ta sẽ đẩy cái father folder của cái effect tổng lên. Thì ở mức 0. Thì bên này cũng vậy, chúng ta cũng đưa vào mức 12 giờ đây là cái uh, volume effect của từng kênh thì đang chúng ta đang chỉnh cái kênh mà chúng ta cắm micro bây giờ chúng ta sẽ nói đó thì nó đã có đã đã có cái tiếng effect rồi bây giờ chúng ta thấy cái tiếng thì nghe thì nghe cái tiếng delay nó dài quá thì chúng ta sẽ bớt lại chúng ta sẽ chỉnh bớt xuống lại thì cái phần cái 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 nút thứ ba này thì nó sẽ chỉnh nó sẽ dung hòa giữa hai cái bay thì nếu chúng ta chỉnh nhiều thì nó sẽ qua phía bên này nhiều thì tiếng nó sẽ dày lên còn chỉnh qua phía bên này thì tiếng nó sẽ nhẹ hơn đó thì chúng ta sẽ để ở mức trung bình thôi lên một thêm, thêm, thêm. Đúng rồi, đúng rồi. thì chúng ta sẽ chỉnh nó dư ra một tí à, thì khi tiếng nhạc vào nó nó sẽ bớt đi là vừa đẹp à, bây giờ mình sẽ bỏ nhạc vào thêm một tí thì nghe được cái tiếng à, đúng. À, đúng. Rồi. đúng rồi khá là đơn giản thôi thì à, chúng ta sẽ chọn một cái chương trình à, nào đó mà chúng ta muốn thì chúng ta sẽ đẩy cái đường effect tổng lên và mở cái volume effect bên này lên thì nếu thấy ít quá thì chúng ta sẽ đẩy thêm cái volume lên tổng hoặc là cái cây này còn nếu cảm thấy đủ rồi thì à, chúng ta giữ nguyên hoặc là chúng ta thấy nhiều quá thì chúng ta có thể bớt xuống còn cái cây này thì nó sẽ chỉnh cái cái à, delay nó chỉnh dài ngắn nhanh chậm đó thì còn ở dưới này thì nó sẽ chỉnh cái phản hồi à, và cái độ sâu của cái tiếng ok thì à, ngoài cái phần chỉnh cơ bản ba cái nút hiệu ứng cây này thì dưới này nó còn có hai cái nút đó là cái nút store đây là cái nút để lưu lưu mà cái 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 phần mà chúng ta chỉnh cái hiệu ứng mà chúng ta đã chỉnh chuẩn rồi thì chúng ta sẽ lưu. Thì lưu thì chúng ta sẽ đè xuống à, trong 3 giây thì nó sẽ lưu. Thì khi chúng ta đè xuống 3 giây thì ba cái đèn này nó sẽ sáng lên là nó sẽ lưu vào. Thì khi chúng ta mở lên thì nó vẫn còn y lại như vậy. Tiếp đến là cái nút tempo, tab tempo này. Thì nút này chúng ta là là cái nút nhịp chúng ta nhắn càng nhanh thì cái đèn này nó nháy càng nhanh thì nó sẽ hiệu ứng nó sẽ nhanh hơn ví dụ như cái đèn này đang nháy nháy chậm này thì chúng ta nói nó sẽ rất là chậm hello, 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 nó rất là chậm hello, 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 hello. thì chúng ta sẽ nhắn nhắn thường là chúng ta sẽ nhắn hai cái hai cái nhưng mà chúng ta cái thói quen ở Việt Nam thường là nhắn liên tục liên tục thì nó sẽ nhấp nhanh đây này thì, thì tiếng nó sẽ nhanh, nó sẽ nhại nhanh, đó là nó sẽ ngắt cái độ trễ này. Đi. rồi khi mà chúng ta chỉnh chuẩn rồi, thì chúng ta sẽ nhấn và giữ cái nút store này thì nó sẽ lưu cái chương trình lại. thì lần sau thì chúng ta mở đây thì chúng ta cứ như vậy mà xài thôi, rất là đơn giản. OK, thì mình vừa giới thiệu qua cho các bạn cách sử dụng cơ bản nhất của cái iPad công trên cái bàn mixer sau rap thì hầu như các cái bàn mixer sau rap khác nó cũng sử dụng tương tự thì à, đây là cách sử dụng cơ bản nhất thôi còn à, chỉnh hay hay dở thì nó tùy thuộc vào rất là nhiều yếu tố nữa à, có người thích chương trình này có người thích chương trình kia à, nó cũng tùy vào cái mục đích sử dụng à, của chúng ta nữa thì chúng ta sẽ chọn à, một cái chương trình cho nó phù hợp cũng như là nó còn tùy thuộc vào cái chất giọng cũng như là cái cách cách cảm nhận âm thanh của mỗi người nữa. À, tóm lại là nó phụ thuộc vào rất là nhiều yếu tố để cho ra một cái âm thanh hay. thì mình chỉ hướng dẫn à, sử dụng cơ bản thôi. À, hy vọng à, video này sẽ giúp ích được ít nhiều cho các bạn à, chưa biết hoặc là những bạn ít tiếp xúc với các cái thiết bị âm thanh thì có một cái video để tham khảo. mình sẽ rất là vui nếu các bạn thích cái video này rồi, thì các bạn có thể tham khảo thêm về các cái thiết bị âm thanh của công ty Hoàng Tùng Phong Phối tại cái đường link website mình có để ở phần chú thích bên dưới, cũng như là rất là nhiều các video mình đã làm trong kênh rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở các video sau. Vui lòng like và đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Cảm ơn các bạn.